điểm báo. Kính thưa quý vị, báo Le Monde hôm nay chạy tựa Châu Âu hậu trừ một cuộc đàm phán ngoại hạng. Le Figaro đặt câu hỏi có nên lo ngại COVID-19 cháy lên trở lại hay không? Le Figaro lo lắng với cú sốc của một mùa hè không có khách du lịch. La Croix quan tâm đến nguy cơ tân quốc xã tại Đức. Riêng Libération dành trọn trang bìa và 7 trang báo khổ lớn bên trong để tố cáo nạn diệt chủng đang diễn ra đối với người Duy Ngô Nhĩ tại Trung Quốc. Sau khi một báo cáo về việc Trung Quốc cưỡng bức triệt sản được công bố, nhật báo Thiên Tả đã gặp gỡ một nữ giáo viên Duy Ngô Nhĩ lưu vong ở châu Âu. Nhân chứng này đã kể lại những điều tai nghe mắt thấy trong trại cải tạo, bắt giam hàng loạt, tra tấn, hãm hiếp, lao động khổ sai, chứng tỏ chính sách đồng hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ngã sang hướng diệt chủng. Phóng viên của báo Libération đã gặp gỡ bà Kenbenu Sidikbek tại một nước Tây Âu không được tiết lộ vì lý do an ninh. Cuộc đời của nhà giáo tốt nghiệp đại học về văn minh Trung Hoa đã đảo lộn từ đầu tháng 3 năm 2017 khi được tuyển vào làm giáo viên trong một trại cải tạo ở Tân Cương. Những lời kể rất chi tiết của bà đã xác nhận những thông tin thu thập được từ 3 năm qua từ những người tù hiếm hoi được thả và các điều tra của các nhà báo, nhà nghiên cứu. Các xà lim giam giữ 97 học viên của bà chìm trong bóng tối, chỉ có những tấm mền trải dưới đất. Cháo phát cho học viên chẳng thấy hạt gạo nào, số lượng học viên giảm dần vì chết và sức khỏe suy sụp đi không nổi, trong khi ban đầu họ rất khỏe mạnh. Người tù chỉ được tắm một lần mỗi tháng 15 phút, xà lim không có toilet, chỉ có một chiếc xô được đổ mỗi tuần một lần. Chỉ trong 6 tháng, đã có thêm ít nhất 3.000 người bị tống vào trại. Họ là những trí thức, doanh nhân, sinh viên, có tội là đã tham khảo Facebook. Phòng tra tấn ở dưới tầng hầm, tiếng kêu la của các nạn nhân nghe được khắp nơi. Một nữ công an thân với bà cho biết, có 4 kiểu tra tấn bằng dụng cụ điện, ghế, găng, nón sắt và gậy. Đến tháng 9 năm 2017, giáo viên này được đổi sang một trại khác giam toàn nữ. Có đến 10.000 phụ nữ, hầu hết trẻ tuổi, xinh đẹp và có học. Họ bị đi cải tạo vì từng du học nước ngoài như Hàn Quốc, Úc, Thổ Nhĩ Kỳ, châu Âu hoặc Mỹ. Tại trại nữ, tất cả cán bộ đều là đàn ông người Hán. Mỗi ngày, khoảng 4-5 cô gái bị gọi lên để hãm hiếp tập thể một cách dã man. Tất cả đều bị buộc triệt sản. Bản thân người kể chuyện cũng bị cưỡng bức đặt vòng tránh thai. Tại khu nhà nơi bà cư ngụ, có 190 trên 600 cư dân người Duy Ngô Nhĩ biến mất trong vòng 2 năm. Những người Hán dọn đến lấp đầy những căn nhà trống. Theo nhà nghiên cứu Đức Adrian Jens, thì năm 2018 có đến 80% trường hợp đặt vòng là tại Tân Cương, trong khi vùng đất này chỉ chiếm 1,8% dân số Trung Quốc. Công trình nghiên cứu 28 trang từ các dữ liệu của Trung Quốc chứng minh nhà nước độc đảng đang lao vào chiến dịch hạn chế sinh sản đối với một nhóm sắc tộc. Đây là một trong năm tiêu chí xác định nạn diệt chủng, được định nghĩa trong Hiệp ước Ngăn ngừa và Trấn áp Tội ác diệt chủng của Liên Hiệp Quốc năm 1948. Từ năm 2016, số sinh tại những phường xã mà đa số dân là người Duy Ngô Nhĩ giảm mạnh, trong khi những nơi cư dân là người Hán lại tăng lên, thậm chí gấp 8 lần. Việc hạn chế sinh sản được chỉ đạo từ cấp cao nhất ở Bắc Kinh nhằm hạ thấp dân số Duy Ngô Nhĩ vì làm giảm bản sắc quốc gia và nhận diện Hán tộc. Một nhà sử học Trung Quốc chấu tên nhận định bắt đầu từ việc cấp nhà đất miễn phí để thu hút người Hán, di dân ồ ạt đến Tân Cương. Nhưng sau thất bại của việc Hán hóa một cách hòa bình, Bắc Kinh bèn sử dụng những biện pháp phát xít. Ngừa thai, triệt sản, cưỡng bức phá thai được tiến hành song song với việc tẩy não những trẻ em bị tách rời khỏi gia đình. Hàng trăm ngàn nhân viên người Hán được gửi đến sống chung với các gia đình Duy Ngô Nhĩ. Nhà sử học Ellen Dima thuộc CNRS khẳng định chính sách thô bạo nhắm vào phụ nữ và trẻ em rất đáng ngại vì diệt chủng tập trung vào việc chặt đứt mối liên quan giữa các thế hệ. Dù kiểm soát chặt chẽ bằng công nghệ cao, nhưng vẫn có những thông tin lọt được ra ngoài. Bà Marie Lama, Viện Nghiên cứu về diệt chủng ở Montreal cho biết, chưa bao giờ có nhiều bằng chứng như vậy so với Rwanda. Vấn đề là sức mạnh của Trung Quốc.
ngày càng kiểm soát được nhiều tổ chức Liên Hiệp Quốc và vận động được nhiều nước, kể cả các nước Hồi giáo. Trừng phạt kinh tế có thể gây tác động, cần phải tập hợp các bằng chứng để chuẩn bị đưa ra tòa, nêu rõ Trung Quốc đã phạm tội ác chống nhân loại. Liên Hiệp Châu Âu đòi hỏi Bắc Kinh cho phép và tạo điều kiện các đại sứ châu Âu thăm Tân Cương. Trong khi chờ đợi, tình hình người Duy Ngô Nhĩ ngày càng gây tiếng vang. Trong một cuộc phỏng vấn, BBC làm cho đại sứ Trung Quốc tại Anh bối rối trước một video cho thấy hàng trăm người Duy Ngô Nhĩ bị cạo trọc, bịt mắt và quỳ gối trong một nhà ga. Chương trình này đã thu hút trên 6 triệu lượt xem từ cuối tuần qua. Liên minh các nghị sĩ về vấn đề Trung Quốc, IPAC, tập hợp trên 160 đại biểu của 16 nước đang tìm cách vận động để tiến hành một vụ kiện quốc tế. Tuy nhiên, bản thân Adrian Jens, nhà nghiên cứu đầu tiên, đã đưa ra ánh sáng việc 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ bị tống vào trại cải tạo và nay tố cáo nạn triệt sản người Duy Ngô Nhĩ lại bị Bắc Kinh trực tiếp đe dọa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 7 đã khuyến cáo ông, xin trích, sửa chữa những lỗi lầm về những sai trái sẽ dẫn đến hủy diệt. Adrian Jens nói với Liberation, một nước muốn trở thành siêu cường quốc tế mà lại đi đe dọa cá nhân một nhà nghiên cứu là điều chưa từng thấy. Nhưng Bắc Kinh không thể nào chối cãi được vì các dữ liệu trong nghiên cứu của ông lấy từ chính các tài liệu của nhà nước Trung Quốc. Ông nhận định Trung Quốc lo sợ trước bài xã luận ngày 6 tháng 7 trên Washington Post mang tựa đề "Những gì diễn ra tại Tân Cương là diệt chủng", kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 và lần đầu tiên hai tập thể Duy Ngô Nhĩ lưu vong kiện Trung Quốc ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế vì diệt chủng và tội ác chống nhân loại. Cho dù có xóa đi những tài liệu trên mạng, tội ác của Bắc Kinh đã bị tiết lộ. Nhà nghiên cứu lấy làm tiếc vì các phản ứng yếu ớt của phương Tây, đặc biệt là nước Đức của ông với lịch sử đã trải qua. Trong khi nhiều cường quốc giữ im lặng, chỉ có chính quyền Donald Trump tỏ ra quyết đoán lên án Bắc Kinh vi phạm trầm trọng nhân quyền là vết nhơ của thế kỷ. Lần đầu tiên, một ủy viên Bộ Chính trị là Trần Toàn Quốc, bí thư Tân Cương, bị Hoa Kỳ trừng phạt với một số quan chức khác hôm 9 tháng 7. Sau khi việc triệt sản bị tiết lộ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tố cáo Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn coi thường tính chất thiêng liêng của sinh mạng và nhân phẩm con người. Tổng thống Trump hôm 17 tháng 6 đã ký ban hành luật nhân quyền Duy Ngô Nhĩ được lưỡng đảng Quốc hội thông qua hồi tháng 5. Ghi nhận những nỗ lực tích cực của Washington về Tân Cương và Hồng Kông, nhưng tờ báo chỉ trích Mỹ vẫn làm ngơ trước những vi phạm của đồng minh Ả Rập Xê Út và chung túng cho Bắc Triều Tiên. Còn với nước Pháp, theo tờ báo, chẳng có hành động gì cả ngoài sự im lặng mà nếu cứ kéo dài sẽ trở thành đồng lõa. Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI. Tại châu Âu, vào lúc 5 giờ rưỡi sáng nay, 27 nước Liên Hiệp Châu Âu đã đạt được một thỏa thuận lịch sử sau 4 ngày 4 đêm đàm phán căng thẳng. Le Monde ra từ chiều hôm trước thuật lại diễn biến gây go trong hậu trường. 4 nước keo kiệt, Hà Lan, Áo, Thụy Điển, Đan Mạch, cộng thêm Phần Lan, đã làm mọi cách để giảm thiểu tầm vóc của kế hoạch tái thúc đẩy sau đại dịch, đồng thời cò kè bớt 1 thêm 2 cho quyền lợi nước mình. Họ không muốn ngân sách tài trợ vượt quá 350 tỷ euro so với đề nghị ban đầu, trong khi đã có rất nhiều nhượng bộ như giảm trợ cấp, giảm ngân sách châu Âu 2021-2027, giảm phần đóng góp của các nước này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel phản ứng dữ dội. Le Monde nhận xét, hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Châu Âu bằng xương bằng thịt đầu tiên sau đại dịch, với những cuộc họp song phương đủ loại, những phát biểu nảy lửa, những cánh cửa đóng sập lại giận dữ, nhắc người ta nhớ đến các cuộc họp nhằm cứu vãn Hy Lạp trước đây.